Hai chị hôm nay ăn gì ạ? Nhà em có phở chín cân như tái nhỏ, tái gầu, tái nạm, tái chín, nạm gồng, nạm mềm, bắp hoa, tái lăn, đầy đủ cả, cái gì cũng có. Thưa chị, hai bác đặc biệt nhé. Việc của cô là dọn dẹp, không phải là thu ngân. Em không thu ngân, em chốt ca trên phần mềm ạ. Làm gì thì quầy tính tiền cũng không phải là địa phận của cô. Phân công cho ai làm việc gì cũng không phải việc của cô, ok? Anh nói ai? Tôi nói cô chứ còn ai nữa. Đến đây mà không để uống nước ấy thì mời cô về cho. Bọn tôi có bán hàng. Anh dám à? Xích. Để tao chở đi vài vòng, coi như mở hàng giải vía. Trước Pu hay làm thế chắc được ấy. Ngon. Thank you.